lâu quá rồi mới có cảm giác. Nó mụn rồi. Cái da em lại đỏ lại rồi. Ủa mà có khách à? Đây, tắt chung là chị quay qua bên. À, chị đang camera đấy này, nằm bên cạnh chỗ này. Cái mâm trời sắp mưa rồi ta. Bây giờ bây giờ em không xài thuốc bên chị à? Dạ không, 6 tháng ở nhà đâu có đổ đặt đồ được đâu. Nó không ship được hay sao? Dạ. Chỗ em người ta không có nhận giao hàng tới luôn á. Ghê vậy? Giờ nó chai hết cả cái vùng này luôn rồi này. Giờ cho nó viêm lên thôi chứ này không thể lấy được rồi. Bỏ thêm bông luôn nha. Này đang để đây, tự nhiên đi cắt đi. Cái này nó viêm nguyên một ổ luôn này luôn nha coi. Mà chứ nó viêm một ổ đây hả? Đạt. Dạ. Cái chỗ này nè. Hình như có lâu lắm rồi hay sao? Lâu lắm rồi hả? Cái mụn đấy nó viêm lâu lắm rồi đó hả? Tại ở nhà nó đâu có đụng với đó. Xong rồi em xức thuốc nó xẹp xuống hả?
như để lâu lâu nó tụ xẹp xuống rồi sao đó. Đúng là dịch. Không được cái gì hết. Hồi của em đi, em có đi cách ly thì như uống vitamin C hơi nhiều, xong nó cũng nổi lên cao quá trời. Có bị F0 không mà đi cách ly? Có, em mới lạnh, em lên Sài Gòn, em mới lên Sài Gòn tính giờ từng tháng. Em lên 2 tuần xem đi, em bị F0, xem đi 2 tuần. Lên đây là bị F0 luôn hả? Dạ. Biết gì nữa mà. Xui. Đâu biết nó dài vậy đâu. Mai ăn thịt kho. Thèm ăn thịt kho đúng không?
đặt đấy. Cầm chai để trang lên nữa nha.
Ở nhà em có chấm thuốc gì không Đạt? Dạ không. Chấm thuốc xong nó cứ chóc 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 chóc. Dạ em lúc giờ em cũng khô xưa giờ không sao. Đâu có gì bóng. Chị nói là khô trên cái đầu mụn đấy. Chị không nói cái da em nữa. Thôi. Em sẽ bé A đó, sẽ A đó. Đấy trai mà mẹ ơi luôn á. Nhớ mà chị ăn kêu cho Vi đi làm nha. Không, em không có nói luôn nè. Đứa nào nói Hạnh à? Làm cho tình chị em nó xào xáo đấy. Chị em chắc có bệnh lâu. Nhưng mà em phải không cho, không muốn cho Vi qua đúng không? Không, đang nói cái Như à. Nói chung là do thời tiết ấy, ở bên Mỹ nó lạnh hơn. Bên mình là cái hậu ảnh nhiệt đới đó, em đổ mồ hôi nhiều quá. Đó là vi kim nó hết. Nhưng mà nó phải duy trì, giống như là mình phải vi kim xong rồi là mình cũng phải duy trì xài sản phẩm để cho nó xe khích lại rồi, chứ mình không vi kim đâu bỏ. Nó cũng không có xe. Kiểu như nó thông thoát lại nhân lông cái gì. Nhưng mà nó sẽ bị mụn sần. Em bị có lần rồi chị. Sau đó em bị lên mấy cục. Sau đó em không xài xài retinol đấy. Của Obagi luôn đó. Của Obagi ấy. Cái đấy nó tốt hơn cái AHA ấy. Em nhiêu tuổi rồi? Ai biết ai thấy nó cũng có ấy gì đâu.
Ủa chớ ra em chị kêu em xài hả? Chứ sao? Thì em cũng lâu quá, kêu lâu quá mà thì nó có giống hình lâu quá đi cỡ 22, 21, 23 gì đó. Xin lỗi em. Chị tưởng em già cả 25 tuổi rồi. Giờ là nó đít luôn rồi, nó ăn nhìn nè. Chỗ bên kia nó lạnh thì thấy cái lỗ chân lông nó xe lại thôi, chứ còn về đây nó nóng nó lại nở ra. Sao bên kia ở lại? Ừ, đúng rồi, sang bên kia lại. Em sang bên kia định cư luôn. Mà nó đi học à? Ủa là học xong chưa? Em nó chảy hết rồi. Giờ về cho nó xuống cho nó gọn lên nha.